bắt đầu nó lên nó ngồi bình tĩnh nha, chứ mà đi bình thường nha, tại vì lúc bạn lên nó lên hoài rồi, cao lắm. Xuống ra xong rồi xong xong nó thả ngược lại hơn, bay ngược lại hơn, đúng rồi, bay ngược lại, kéo bay hướng này thôi, cái bay hướng này thôi, bay hướng này thôi, ra ngoài nha. Cái cảnh đẹp không, mình đi gì trái gì hết rồi, cái để em đi rồi, em đi rồi mới khác. Đầu thôi xuống rồi đấy. Đội em cảm thấy hơi hơi sợ. Lên đó kìa, thôi bấm nữa. Nào bấm bấm đi, không bấm. Đâu anh chị nó bấm chưa? Đây nè. Lát quậy không bấm nha. Thôi em không bấm đâu. Quá sợ bồ không á. Mày ngon nha, lát nữa giữ cái tông mình cao quá nha. Mình vừa rồi chơi khi cảm giác mạnh này con bị lợi trắng chắc không bằng con cốc cái này quá. Thật đương nhiên. Cảm giác mạnh này con bị lợi trắng á. Trò này được lên YouTube luôn á. Trời ơi, bye bye bye. Bao nhiêu cặp chia tay với cái trò này. Lại hồi lên. Đó, đang lên á. Hold đâu, hold đâu. Thấy nhột chim đấy nha. Chưa gì á. Thấy nhột. Chưa gì á, nhột rồi má. Yếu xinh lên. Từ cũng nhột quá. Nhìn tình lý, nhìn tình lý. Khi nào mà cái đó chuyển thành màu xanh mới được bấm. Thôi, lá cây. Thôi bấm lại. Này, cái này ngắn ngủ mà phí tiền rồi thôi. Mỹ ra, Mỹ ra. Bay 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 bay. Trời má, sao giống mình rớt, giống rớt xuống vậy. Cái trò đó là vậy mà. Chê. Chê mẹ. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nhảy dù, nhảy dù. Không sao, tương lai mình hướng đến là mình phải nhảy nhảy nhảy, nhảy máy bay. Chứ phải là nhảy chơi này. Oh shit. Yes, man. Yeah. Wow. No. Bơi trời cô. Bơi trời cô. Đi lắm, đi lắm. Oh shit, tao đã cao nha. Yeah, man. Không sao đâu, yên tâm đi, đã lắm. Nó làm một cái một thôi là mình lần thứ hai mình thích rồi. À. Shit, nha. Yeah. Oh. Oh my god. À được rồi đó. Đếm nha. 1 1 2 3. Nó khóc luôn rồi.